Thưa quý vị và các bạn, chương trình học kỳ quân đội do tỉnh đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp tổ chức, giao cho Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk trực tiếp triển khai thực hiện. Thông qua chương trình này góp phần rèn luyện tính tự tin hòa nhập với cộng đồng cho các em thiếu nhi, mang lại cho các em những ngày hè bổ ích, tạo điều kiện cho các em được tìm hiểu về Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó rèn tính kỷ luật và hun đúc tình yêu quê hương đất nước. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung này qua phóng sự Học kỳ quân đội hun đúc tình yêu quê hương đất nước cho thanh thiếu nhi Đắk Lắk. 7 ngày 6 đêm. Những chiến sĩ lần đầu xa gia đình rèn luyện trong môi trường quân ngũ, chinh phục các thử thách với những tình huống bất ngờ, trang bị những kỹ năng an toàn cho bản thân, được tìm hiểu về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó rèn tính kỷ luật và hun đúc tình yêu quê hương đất nước. Tiếng còi báo thức của trực ban đại đội vang lên. Tất cả các chiến sĩ tập trung tại sân tiến hành luyện tập các nội dung thể dục buổi sáng, lắng nghe chương trình phát thanh nội bộ thông báo các hoạt động trong ngày, rồi trở vào xếp chăn màn, vệ sinh cá nhân, ăn sáng để bắt đầu ngày học tập rèn luyện mới. Những cô cậu học trò nhỏ mới ngày nào còn quen với cuộc sống được nuông chiều, chưa từng dậy sớm hay rất ít phụ việc nhà, thì nay đã tự mình làm mọi việc một cách thuần thục. Các bạn tự sắp xếp đồ đạc, giặt quần áo, quét dọn phòng, vệ sinh, khu vực xung quanh nơi ở. Cảm giác khi vào đầu tiên vào đây cũng rất là bỡ ngỡ, với lại là sợ, bởi vì là sợ làm sai thì bị la. Bây giờ thì cảm thấy phụ giúp được, không sợ nữa. Mỗi khu vực thì chia ra từng tiểu đội làm, như tiểu đội 1 thì làm ở trong nhà, tiểu đội 2 thì ngoài hành lang, tiểu đội 3 ở quét sân ở ngoài. Từ những bỡ ngỡ ban đầu sẽ biết ngày học tập rèn luyện, một số nội dung về tác phong, kỹ thuật, chiến thuật, thao luyện, các chiến sĩ nhí đã quen dần chế độ sinh hoạt, nội quy kỷ luật thép của quân đội và dần trở thành những chiến sĩ thực thụ, thực hiện tốt các nội quy, quy định. Mặc dù xếp nội vụ rất là khó, nhưng mà các anh đã tận tình chỉ cho em cách xếp nội vụ rất là đẹp. Vì vậy là trong 2 đêm liên tiếp thì em được tuyên dương là người xếp nội vụ đẹp nhất. Chương trình học kỳ quân đội do tỉnh đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức, giao cho Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk là đơn vị trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện. Đây là mô hình giáo dục tổng hợp tiêu biểu dành cho thanh thiếu nhi thông qua chương trình rèn luyện trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội, như hàng ngày được ăn ở giữa doanh trại quân đội, dậy đúng giờ, gấp chăn màn vuông như củ gạch, ăn cơm kẻng, ở giường tầng, đi thành hàng ngũ, được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, trải nghiệm từng bài học trong chương trình huấn luyện dành cho tân binh, nhờ điều lệnh quản lý, điều lệnh đội ngũ, bài thể dục và các thế võ trong quân đội, tháo lắp súng, tư thế vận động trên chiến trường, vượt vật cản, cấp cứu, hành quân, v.v. Được rèn luyện những đức tính tốt đẹp của người lính, sống môi trường tập thể, đề cao tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, tự giác cao, tác phong nhanh nhẹn. Tất cả những điều ấy đã tạo điều kiện cho các em được tìm hiểu thêm về Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó rèn tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm đối với xã hội, gia đình và góp phần hun đúc tình yêu quê hương đất nước. Đường hành quân rất là khó khăn. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về nơi ăn, chỗ ở cũng như là quá trình của các em học tập, rèn luyện ở trong đơn vị. Đối với bữa ăn thì luôn được bảo đảm về chế độ tiêu chuẩn theo quy định và để cho các em thay đổi các món khẩu phần ăn hợp lý. Đối với chương trình này thì nó là một chương trình rất bổ ích, giúp cho các bạn nhỏ được rèn luyện bản lĩnh, nề nếp, các kiến thức quân sự và các tác phong quân nhân. Ngoài ra thì còn bồi dưỡng các năng lực thực hành xã hội. Trong thời gian tham gia chương trình, các chiến sĩ được sinh hoạt trong môi trường hết sức đặc biệt. Không điện thoại, không tivi, không có người thân bên cạnh, với các nội dung quân sự huấn luyện trên thao trường và chế độ trong ngày. Đan xen trong các hoạt động huấn luyện và học tập, các em còn được tham gia các game show team building phù hợp với tâm lý lứa tuổi, không gian chương trình mang tính mở như tôi luyện chinh phục thử thách, hội thi sắc màu SIA, lễ hội trải nghiệm sáng tạo té nước, hội thao đại đội toàn năng,
ngày hội trò chơi dân gian, trò chơi lớn, chiến dịch SIA 2023. Giúp các em được chơi thoải mái, được thư giãn, phát huy năng khiếu sở trường và đặc biệt là học được tính đoàn kết và tinh thần đồng đội, biết lấy sức mạnh tập thể vượt qua những khó khăn để giành chiến thắng. Đồng thời giúp các em cảm nhận được những gian nan vất vả, mất mát của những người lính bảo vệ Tổ quốc để tự hào hơn về lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Đội hình quân thành một hàng dọc 3-5 mét, người cách người 2-3 mét, để cự ly hành quân 3 km. Về nhiệm vụ của các bộ phận, về dự kiến tình huống và cách xử trí vây bắt lực lượng lớn. Vào đây con được học rất nhiều thứ hay như là tính kỷ luật cao và học được các tinh thần đoàn kết trong tập thể. Ngoài ra con còn được tham gia những trải nghiệm mới mà con chỉ từng thấy trên TV màn hình. Giờ đây thì con được thử và con mong rằng sau khi học xong khóa huấn luyện này thì con sẽ trở nên trưởng thành. Đến khảo sát gần khu vực nhà ở, các thao trường huấn luyện và các nơi khu vực tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu nhi trong học kỳ quân đội. Qua kiểm tra thì đã tiến hành tổ chức triển khai một số cái mặt bảo đảm từ nhà ở đến các thao trường huấn luyện và khu vui chơi cho các cháu thì tổ chức được đảm bảo. Từ những hoạt động sinh hoạt hàng ngày, những chuyên đề thuyết trình sinh hoạt tập thể sẽ dần thay đổi nhận thức, từ nhận thức biến thành hành động. Qua các hoạt động sinh hoạt huấn luyện tập thể sẽ giúp mỗi chiến sĩ nhỏ thêm ý chí mạnh mẽ, lòng can đảm, vượt qua sợ hãi, xây dựng tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa những người cùng trang lứa. Từ đó giải quyết những mâu thuẫn lứa tuổi, hạn chế gây gổ, tránh bạo lực học đường. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục nâng cao ý thức chính trị, lòng yêu nước cũng được lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xem phim tài liệu, diễn đàn những ngày trong quân ngũ, chia sẻ yêu thương, chuyên đề kỹ năng giao tiếp, chuyên đề tự hào màu áo xanh, vân vân. Phải sống có trách nhiệm với bản thân mình, trách nhiệm với gia đình, người thân, với xã hội, với quê hương đất nước. Niềm tự hào về truyền thống quân đội, truyền thống đấu tranh giữ nước, trách nhiệm của thế hệ trẻ sẽ hun đúc qua các học kỳ quân đội. Đặc biệt, các điều phối viên là các anh chị đoàn viên được tuyển chọn tập huấn đặc biệt đã trở thành những người bạn lớn thân thiết của các em, đồng hành cùng thiếu nhi trong suốt hành trình. Các anh chị cũng là những biểu tượng đẹp trong lòng các em về tình yêu thương, lòng nhiệt huyết, tinh thần cống hiến, sự chan hòa, sẻ chia. Với sự phối hợp chặt chẽ và cộng đồng trách nhiệm của các đơn vị thì chúng ta thấy rằng là từ công tác chuẩn bị đến nội dung chương trình và đặc biệt là những ngày tổ chức chương trình học kỳ, những người cùng ăn, cùng ở, cùng nghỉ với các em để cảm nhận, trải nghiệm và điều quan trọng đó là những ngày tôi luyện để các em nỗ lực trưởng thành thì chúng tôi đã xây dựng các nội dung chương trình phù hợp và đặc biệt năm nay đó là sự phối hợp rất là nhuần nhuyễn và làm như thế nào đó các em sẽ ứng dụng các nội dung kiến thức quân sự qua các chuyên đề thì từ đó khi mà đi thao trường hay kể cả những chương trình buổi tối là các em đều được thực hiện và áp dụng trong thực tiễn. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là điều mà chúng tôi quan tâm đó là thông qua các lý thuyết thì các em được trải nghiệm thực tiễn. Đêm diễn ra chương trình cảm xúc Sống cho những yêu thương là đêm xúc động đối với ban tổ chức và sẽ là đêm khó quên nhất đối với các chiến sĩ. Trải qua nhiều ngày sống xa gia đình, khi bất ngờ nhận được những lá thư chứa đựng sự yêu thương, sự mong ngóng của bố mẹ, anh em, ông bà, đã làm các chiến sĩ nhí yếu lòng, nhận ra tình yêu vô bờ bến của bố mẹ,
nhận ra tình cảm gia đình luôn thiêng liêng và cao quý. Rất nhiều bạn đã bật khóc và khóc thật nhiều. Mẹ yêu dấu, dạo này mẹ bố với Vơ Lạc có khỏe không ạ? Ở đây con rất khỏe, ở nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ? Vơ Lạc có ngoan không? Ở trường còn nhiều việc không mẹ? Cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố nhé mẹ. Trên này con rất là vui, con được học rất là nhiều điều mới đấy mẹ. Con muốn nói là con rất nhớ, rất rất nhớ bố mẹ và em. Con đã có làm điều không phải với mẹ nên là con rất là hối lỗi. Con xin lỗi mẹ rất nhiều. Những cảm xúc, những trải nghiệm trong 5 ngày qua được các chiến sĩ viết cẩn thận vào lá thư tay. Từng ngày, từng hoạt động, từng trải nghiệm, có những ngày buồn, có những ngày vui, có những ngày mệt nhọc đều được các chiến sĩ kể lại tường tận cho ba mẹ, người thân. Với những cảm xúc của các chiến sĩ trong đêm sẽ là bước đệm trong tâm hồn, giúp các em bản lĩnh hơn với chính mình. Sau khi trải qua những ngày tháng ở trong chương trình thì em còn để muốn gửi lời gửi gắm đến cho những anh chiến sĩ, những chị điều phối viên, ban tổ chức chương trình. Và sau khi đã học được những điều này, những điều trong học kỳ quân đội thì em cảm thấy rất là vui và em cũng sẽ phát huy hết những điều đã được học trong chương trình. Kết thúc học kỳ quân đội 2023, các chiến sĩ được tham quan bảo tàng quân đội tỉnh Đắk Lắk. Những hiện vật sống động trong bảo tàng đã giúp các em hiểu thêm về lịch sử, về những trận chiến ác liệt, về tinh thần chiến đấu dũng cảm, cũng như những vất vả, gian nan, nguy hiểm trong thời chiến của các thế hệ đi trước. Qua đó tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc trong các chiến sĩ nhí. Khép lại 7 ngày sống và học tập trong môi trường quân đội, chia tay tiểu đoàn 303, em nào cũng đen hơn nhưng rắn rỏi và trưởng thành hơn. Các em đã có những ngày dãi nắng, dầm mưa, tập luyện trên thao trường, cùng nhau tham gia các buổi sinh hoạt kỹ năng, các trò chơi lớn. Dù có những lúc các em đã khóc vì những bài tập huấn luyện khó, nhưng không em nào bỏ cuộc. Ở các em luôn có sự cố gắng không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong khóa học. Mỗi sự bản lĩnh kiên cường và tinh thần quyết tâm sâu sắc của mỗi chiến sĩ SIA đã làm nên một học kỳ quân đội thành công. Chương trình Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.